Chào các bạn quay trở lại với kênh của Tiến Thì thầy Nguyễn Tâm Phúc hôm nay đã ra hồ tòa Nhìn thầy khóc hết nước mắt các bạn ạ Chưa bao giờ người ta thấy thầy khóc nhiều như vậy Những giọt nước mắt muộn màng Quá là muộn màng rồi Theo báo lao động thành phố Hồ Chí Minh Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc Người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc 8 năm tù Ngày 6 tháng 8 Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, 41 tuổi, 8 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo đó, hội đồng xét xử nhận định rằng ấy, cáo trạng truy tố bị cáo Phúc là đúng người, không oan sai. Thông qua mạng xã hội, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại 70 triệu đồng để thực hiện hành vi trên bị cáo đã thuê người làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của người khác nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo ăn năn hối hận, gia đình bị cáo khắc phục hoàn toàn thiệt hại. Từ đó tòa ghi nhận bị cáo phúc một số tình tiết giảm nhẹ và tuyên án mức như trên và theo cáo trạng của năm 2021 ấy, thì bà LTH ở Hóc Môn có mua một thửa đất hơn 420 m2 tại huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Thì năm 2022 bà T thông qua một người giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì Phúc đồng ý, mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất, nhưng vì quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác nên Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T. Phúc đồng ý làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng. Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó Phúc đưa cho bà T một giấy chứng nhận giả, một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T. Thì Phúc cất vào két sắt đợi khi nào bà T đưa hết số tiền là 65 triệu đồng còn lại. Phúc mới đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thứ hai. Sau khi hành vi của Phúc bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về Việt Nam, công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co, Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc ấy, Công an giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một giấy chứng nhận gốc và 9 giấy được giám định là giả. Nguyễn Minh Phúc giao nộp thêm một giấy chứng nhận tăng ni, thế danh, thích tâm phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ. Theo kết luận giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả. Các bạn có thấy điều gì đó giống nhau giữa tấm bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Minh Phúc Tức là thầy thích tâm phúc và thượng tọa thích chân quang hay không? Thật là kỳ lạ quý vị ạ. Khi mà đối diện với một bản án thật nặng như vậy, mà ông Nguyễn Minh phúc lại không đề nghị gì cả, chỉ đề nghị xin lại tấm bằng tiến sĩ giả đó để làm kỷ niệm. Một ma đực thật sự luôn đấy. Một tu sĩ mồ côi, tu ở nhà chứ không tu ở chùa. Nhưng mà ông thích tâm phúc và kể cả một bậc đức ca vọng trọng một tu sĩ thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thật sự như thầy Thích Trần Quang cũng bị nôi kéo vào dòng tục lụy bởi hai bằng tiến sĩ giả và tấm bằng tiến sĩ giả đó không biết có quan trọng lắm hay không các bạn ạ mà thầy khóc hết nước mắt chỉ để xin lại tấm bằng tiến sĩ giả đó để làm kỷ niệm. Và sau khi tòa án xem xét đối với tấm bằng tiến sĩ mà sư thầy Thích Tâm Phúc xin lại đó thì hội đồng xét xử nói rằng sẽ tiếp tục lưu hồ sơ vụ án và không trả lại thật là khó hiểu các bạn một người tu hành cần một tấm bằng tiến sĩ giả để làm gì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay chúc cô chú anh chị và các bạn một buổi tối an lành a di đà phật